Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh điện tử Quốc Thịnh. Thì ngày hôm nay kênh điện tử Quốc Thịnh xin giới thiệu các bạn một dòng cân cân kỹ thuật hai số lẻ với model là Marcus TDP 2 ký. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu sơ qua về các phụ kiện đi kèm của khi mua cân. Đó là gồm một sách hướng dẫn sử dụng này, một cục sạc kèm theo. Sạc này là 12V 500mA và một đĩa cân bằng inox đó. Tiếp theo là mình xin giới thiệu tổng quan về sơ qua về tổng quan về cân đi. Cân này thì có thể xài pin xài cục adapter hoặc là pin pin tiểu, mình có thể lắp ở dưới cân ra, mở ra. Đó, mình lắp pin này pin 9V. Pin này cũng dễ mua ngoài tiệm thôi. Sau đây mình xin giới thiệu sơ qua một số phím chức năng và cách sử dụng những cái chức năng đơn giản của cân. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu là các phím chức năng trước đi. Đây phím on off này là phím dùng để tắt mở nguồn. Ta đây là phím trừ bì. Phím can là phím để dùng để hiệu chỉnh lại cân. Phím mop là dùng để chế độ tìm các chế độ cài đặt. Phím unit là dùng để thay đổi đơn vị. Đó là các phím chức năng đơn giản. Sau đây mình xin giới thiệu cách sử dụng một số chức năng cân cơ bản. Đầu tiên là mình mở nguồn này. Mình mở nguồn thì cân sẽ khởi động và về không. Đó. Mình xin khi các bạn cân thì mình để ý một chút là cái thứ nhất là mình lưu ý là cân này sẽ sử dụng trong môi trường không có gió này. Tức là mình sẽ không sử dụng quạt hay ở dưới môi trường ngoài trời. Khi sử dụng thì mình để ý cái giọt nước này, giọt nước thăng bằng. Tức là khi cân bốn vị trí cân ở bốn cái chân đế nó có thể tăng giảm phù hợp với vị trí địa hình cân. Thì mình tăng giảm sao cho nó không cập kiêng là được. Đó. Mình nhấn không cập kiêng là được. Có thể dùng để bốn chân để tăng giảm. Đó. Sau đó mình sẽ bỏ lên cân thôi. Bỏ các vật dụng lên cân bình thường. Mình ví dụ mình muốn trừ bì thì mình bỏ bao bì lên thôi. Đó. Bỏ bao bì lên. Sau đó nhấn ta đè. Đó, cân sẽ về không. Khi đó mình sẽ bỏ hàng lên cân thì cân sẽ tự động trừ ra cái bao bì ra thôi. Đó. Khi mình lấy bao bì ra thì cân sẽ về trở về mình sẽ bị âm, cái bao bì mình nhấn lại phím trừ bì thôi. Tiếp theo là cái phím móp, mình nhấn có thể móp để chuyển qua đơn vị, chuyển qua số đếm chẳng hạn. Đó. Chuyển chức năng đếm của cân, chức năng đếm đơn giản. Đó. Còn mình muốn chuyển hướng đơn vị mình nhấn unit. Đó, ký này. CT, OZ, LB, N, T, tầm khoảng hai mấy đơn vị đấy. Đoạn về gam. Mình xin giới thiệu cái chức năng đếm cơ bản đi. Ví dụ như mình nhấn này, cao này. Mình muốn thay đổi thì mình nhấn phím can để tăng số lượng. Tức là trước khi cân đếm mình sẽ phải cần lấy mẫu vào trước. Thì ví dụ như bây giờ mình lấy mẫu khoảng 20 trước đi. 20. Ví dụ như mình bỏ 20 mẫu lên trước này. Rồi mình nhấn móp này, lấy mẫu này. Rồi xong bắt đầu mình bỏ cả một túi hoặc một bịch lên. Mình bỏ cái này thì cân sẽ lên đó. Đó, cân sẽ tự động lên số lượng cho mình thôi. Đó.
mình muốn chuyển qua đơn vị gam thì mình nhấn phím móp là chuyển qua đơn vị gam đó, tức là vừa số lượng vừa có thể chuyển coi được cái trọng lượng mình vật mình cần đếm đó, chức năng cũng đơn giản thôi. Trên đây là một trên đây là cách sử dụng và một số chức năng một số phím cân của cân điện tử Marcus TDP 2 ký 2 số lẻ. Thì trong quá trình sử dụng các bạn có những thắc mắc gì thì liên hệ cân điện tử Quốc Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.